lại nữa phật tử ví như long vương a na bà đạt đa nổi mây lớn dày đặc khắp cõi diêm phù đà khắp mưa xuống cam lồ trăm thứ ngũ cốc lúa mạ đều được sinh trưởng sông ngòi suối ao tất cả đều tràn đầy nước mưa lớn đó chẳng từ trong thân tâm long vương ra mà hay lợi ích chúng sinh đủ thứ Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế, nổi mây đại bi khắp mười phương thế giới, khắp mưa xuống pháp vũ cam lồ vô thượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, tăng trưởng pháp lành, đầy đủ các thừa. Phật tử âm thanh như lai chẳng từ ngoài đến, chẳng từ trong ra, mà hay lợi ích tất cả chúng sinh, đó là tướng âm thanh thứ bảy của như lai, các đại bồ tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như Long Vương Ma Na Tư, lúc sắp muốn mưa xuống nhưng chưa tiện mưa liền. Trước hết, nổi mây lớn che khắp hư không, gưng đình 7 ngày, đợi các chúng sinh làm xong công việc. Tại sao? Vì Đại Long Vương đó có tâm tử bi, không muốn làm não loạn các chúng sinh. Qua 7 ngày rồi, mưa nhỏ xuống, thấm nhuần khắp đại địa. Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lạ như thế. Lúc sắp mưa pháp chưa tiện mưa liền. Trước hết nổi mây pháp thành thục chúng sinh, vì muốn khiến cho tâm chúng sinh không sợ hãi, đợi họ thành thục rồi, sau đó khắp mưa xuống pháp vũ cam lồ diễn nói pháp lành vi diệu thâm sâu, lần lượt khiến cho họ đầy đủ pháp vị, trí nhất thiết trí, vô thượng của Như Lai. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ 8 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như trong biển có Đại Long Vương, tên là Đại Trang Nghiêm, khi mưa xuống ở trong biển, hoặc mưa xuống mười thứ mưa cha nghiêm hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn thứ mưa cha nghiêm phật tử nước chẳng có sự phân biệt nhưng do sức lực long vương không thể nghĩ bàn khiến cho cha nghiêm cho đến có trăm ngàn vô lượng sự khác nhau như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế khi vì các chúng sinh thuyết pháp thì hoặc dùng 10 thứ tiếng khác nhau nói, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc dùng trăm ngàn, hoặc dùng tám vạn bốn ngàn âm thanh, nói tám vạn bốn ngàn hạnh. Cho đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha âm thanh khác nhau để thuyết pháp, khiến cho người nghe đều sinh tâm hoan hỷ. Âm thanh như lai không có sự phân biệt, chỉ nhờ chư Phật nơi Pháp giới thâm sâu viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo căn cơ chúng sinh thích nghi mà phát ra đủ thứ tiếng nói đều khiến cho họ hoan hỉ. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ 9 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy.